みなさん、こんにちは。Nếu như hoa sen xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Nhung ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học danh từ shika đi với nai, có nghĩa là danh từ shika đi với phủ định, ý nghĩa của nó là chỉ danh từ. À, ví dụ như trong bức hình này chúng ta nhìn thấy là đang một lớp học phải không? À, watashi no kurasu ni otoko no hito wa futari shika imasen. Watashi no kurasu ni otoko no hito wa futari shika imasen, có nghĩa là à, ở lớp học của tôi á thì bạn nam chỉ có hai người mà thôi. Nào, chúng ta đi vào luyện tập nào. Chúng ta có anohito wa ego ga hanashimasu kara watashi wa zenzen wakarimasen, tức là cái người kia thì vì nói tiếng Anh cho nên là tôi không hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh vào rằng là người này chỉ nói tiếng Anh thôi cho nên là tôi không hiểu. Chúng ta sẽ có à, ego shika hanashimasen. À, anohito wa ego shika hanashimasen kara watashi wa zenzen wakarimasen, cái người kia thì vì chỉ có thể nói được tiếng Anh cho nên là tôi hoàn toàn không hiểu. Nào, tiếp theo nào. Rezoko ni tamago ga ikko arimasu. Bây giờ chúng ta nói là ở trong tủ lạnh á, trứng thì chỉ có một quả thôi. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đổi ikko thành ikko shika, còn arimasu sẽ đổi thành là arimasen. Chúng ta sẽ có câu Rezoko ni tamago ga ikko shika arimasen. Trong tủ lạnh chỉ có một quả trứng mà thôi. À, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Để chúng ta có thể phân biệt được rõ hơn giữa Date và Shika, các bạn nhớ làm bài tập để chúng ta có thể luyện tập nha. Hãy chia sẻ sayonara, mata aimashou.